Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Bán Phát Computer. Khi build một bộ PC, anh em thường quan tâm đến những vấn đề gì? Đầu tiên, đó chính là cấu hình đúng không? Sau, với đặt thẩm mỹ. Ví dụ cụ thể nhé, anh em mua một mẫu cả đồ họa chẳng hạn. Và vấn đề anh em quan tâm, đó chính là phần hiệu năng. Sau phần hiệu năng, đó chính là phần vẻ đẹp. Thì chiếc VGA đấy có hỗ trợ đèn LED, hoặc là một chiếc VGA có thiết kế bên ngoài nó có đẹp hay không. Và sau đấy sẽ là phần tản nhiệt, ví dụ tản khí, tản nước nó có đẹp hay không. Sau nữa đó là phần vỏ cây cũng như là phần quạt tản nhiệt. Và vấn đề cuối cùng anh em có quan tâm, ít anh em quan tâm lắm, thường những anh em bùi bộ PC nó hơi đắt một chút anh em mới quan tâm, đó chính là phần dây nguồn nối dài. Và ở đây mình đang có một bộ dây nguồn nối dài đến từ Cooler Master. Vậy thì dây nguồn nối dài có thực sự cần thiết hay không? Chúng mình sẽ cùng trả lời trong video này nhé. Thì sản phẩm dây nguồn nối dài ở đây sẽ không cần thiết với những bạn có kinh phí hạn hẹp, chỉ muốn build cho mình một bộ PC hiệu năng mắc nhất trong tầm giá, còn sẽ phù hợp với những bạn gọi là muốn một bộ PC mình thật là đẹp. Vì thực tế ra ấy, về các dây nguồn có sẵn ấy sẽ không thật sự đẹp. Với các bộ nguồn cao cấp thì mình không nói làm gì, với những bộ nguồn giá trung bình ấy, các dây nguồn thường sẽ một màu đen hoặc là hai màu, màu vàng và màu đen, nó khá là xấu. Thì việc trang bị cho bản thân cũng như là bộ cây một bộ dây nguồn nối dài này sẽ có thẩm mỹ hơn. Và mình sẽ mở hộp sản phẩm ở đây thì để xem gồm có những gì nhé. Và mình đã để toàn bộ các sản phẩm ở đây. Thì đây là các khanh nẹp để anh em có thể cố định toàn bộ các phần dây ở đây. Thì phần này mình sẽ bỏ qua và mình sẽ làm sau. Còn tiếp theo sẽ là một sợi dây 24 pin để cấp nguồn cho bo mạch chủ. Tiếp theo đó chính là một dây 8 pin dành cho CPU. Thì dây 8 pin này sẽ là hai dây 4 pin, hai dây 4 pin để dành cho anh em kiểu main có cấp nguồn CPU một dây 4 pin chẳng hạn thì dùng dây này là được. Tiếp theo đó sẽ là 4 dây dành cho khe PCIe với 2 dây 8 pin và 2 dây 6 pin. Cái này sẽ là đủ bởi vì đa số các VGA hiện tại chỉ sử dụng 2 cổng 8 pin hoặc là 1 cổng 8, 1 cổng 6. Còn 3 cổng 8 pin thì đa số là các dòng nó quá cao cấp rồi, cái này không nói làm gì cả. Rồi ok anh em, mình đã mang bộ cây lên, cũng sử dụng nguồn đến từ Cooler Master. Tuy nhiên thì dây nguồn hơi kém thẩm mỹ một chút. Thì mình sẽ sử dụng 3 loại dây, đó chính là dây 24 pin cấp nguồn cho bo mạch chủ, một dây 8 pin để dành cho CPU và một dây 8 pin nữa dành cho khe PCIe cấp nguồn cho VGA đây. Còn ba sợi dây này thì mình sẽ bỏ gọn qua bên vì làm gì còn chỗ lắp. Thì mình sẽ lắp vào cho anh em xem thì liệu thẩm mỹ có được tăng lên không nhé. Và ok, mình đã bỏ bộ máy qua một bên rồi thì bỏ lại sản phẩm để tập trung lại chuyên môn chính của chúng ta đang có ở đây. Vậy thì tại sao anh em phải mua những bộ dây nguồn nối dài đến từ Cooler Master hoặc là các hãng có tiếng khác mà không phải mua bên ngoài, bởi vì bên ngoài có nhiều bộ rẻ đúng không? Thì vấn đề chính là ở giá rẻ đây. Bởi vì thực sự với những mức giá rẻ mà anh em mua của các hãng Trung Quốc mà không rõ nguồn gốc ấy, thì các chân tiếp xúc ở đây này nó sẽ rất là kém. Và khi chân tiếp xúc kém thì sao? Anh em có tưởng tượng cái cảm giác gọi là đang chơi game một cách bình thường, cái chân tiếp xúc kém phát nó tắt nguồn, nó bật lại thì cảm giác sẽ cực kỳ là khó chịu. Nên việc lựa chọn các sản phẩm dây nguồn nối dài đến từ các hãng nổi tiếng và được đảm bảo về chất lượng thì sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo hơn. Vậy thì anh em thấy sao về sản phẩm này? Đừng quên để lại ý kiến ở một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.